liên quan tới mối quan hệ giữa đất nước 1,4 tỷ dân với thế giới. Mới đây, Bộ Quốc phòng Philippines bày tỏ muốn nâng cấp mối quan hệ với Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington xem xét lại các hiệp ước chung nhằm bảo đảm hai bên có thể đối phó tốt hơn với các mối đe dọa quân sự chiến lược vùng xám của Trung Quốc. Trong khi đó, truyền thông Nhật đưa tin Thủ tướng Suga sẽ tới Washington cuối tháng này để dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm bộ tứ. Đáng chú ý, ông Suga dự kiến sẽ gặp Tổng thống Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh. Liệu hai nhà lãnh đạo có lại nhắc tới Đài Loan khiến Bắc Kinh nóng mặt. Trước những trận cuồng phong không ngừng mà Bắc Kinh mang tới cho Đài Loan, lực lượng không quân Đài Loan đã đề xuất ngân sách vận hành 1 tỷ USD để chặn máy bay Trung Quốc áp sát hòn đảo. Trong quá nhiều điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, Trung Quốc là cái tên nhắc tới nhiều nhất. Tuy nhiên, thay vì cho phép một cuộc điều tra rõ ràng, minh bạch, Bắc Kinh lại không ngừng thúc đẩy các chiến dịch truyền thông, đổ lỗi cho Mỹ gây ra đại dịch. Thậm chí, những nỗ lực tuyên truyền này đã nâng lên một tầm cao mới khi nó đã mở rộng sang các ngôn ngữ và các nền tảng xã hội mới trên thế giới. Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật ngày 9 tháng 9 của DKN TV. Và sau đây là các nội dung chi tiết. Chính phủ Nhật Bản hôm nay nói rằng sẽ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp cho Tokyo và nhiều khu vực khác giữa bối cảnh các bệnh viện vẫn đang trong tình trạng quá tải, mặc dù số ca mắc Covid đã giảm xuống. Cụ thể, tình trạng khẩn cấp tại Nhật Bản ban đầu dự kiến kết thúc vào ngày 12 tháng 9 tới, nhưng sẽ được duy trì đến hết ngày 30 tháng 9 cho 19 tỉnh, bao gồm Hokkaido, Aichi, Osaka và Fukuoka. Thủ tướng Yoshihide Suga dự kiến sẽ đưa ra quyết định chính thức tại một cuộc họp của lực lượng đặc cách vào buổi tối ngày 9 tháng 9, trước khi tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi ông đột ngột tuyên bố từ chức vào tuần trước. Theo tình trạng khẩn cấp, vốn đã được áp dụng ở Tokyo kể từ ngày 12 tháng 7 và được gia hạn hai lần. Mọi người dân được khuyến cáo tránh các khu vực đông đúc trong khi các nhà hàng được yêu cầu hạn chế phục vụ rượu và đóng cửa trước 8 giờ tối. Lộ trình của chính phủ Nhật Bản đặt ra là sẽ loại bỏ những quy định hạn chế trên từ khoảng tháng 11 năm 2021 khi người dân có thể tham dự các sự kiện lớn nếu họ đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc cung cấp kết quả xét nghiệm COVID âm tính. Các nhà hàng cũng sẽ không còn bị yêu cầu từ bỏ việc bán rượu miễn là họ được chứng nhận có các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm. Trang Nikkei hôm nay đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Yoshi Suga sẽ tới Washington vào cuối tháng này để tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo trong đối thoại an ninh tứ giác. Thủ tướng Suga, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mong muốn tăng cường quan hệ đối tác bốn bên trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản ngày 8 tháng 9 đã khởi động việc chuẩn bị tham gia hội nghị thượng đỉnh của Bộ Tứ. Ông Suga sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân Chủ tự do cầm quyền vào cuối tháng 9. Điều này có nghĩa là ông sẽ từ chức Thủ tướng trong vài tuần nữa. Nhưng Thủ tướng Suga đã quyết định tham dự cuộc họp ở Washington để đáp lại lời mời của Tổng thống Biden. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ để khẳng định sự hợp tác hướng tới hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Các nhà lãnh đạo cũng đã đồng ý thành lập các nhóm làm việc chuyên gia về vaccine COVID, công nghệ và biến đổi khí hậu. Tại Washington, họ dự kiến sẽ thảo luận về cách phân phối vaccine tốt hơn cho các nền kinh tế đang phát triển để chống lại chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc. Hồi tháng 3, các nhà lãnh đạo của Bộ Tứ đã nhất trí gặp mặt trực tiếp vào cuối năm, mặc dù các quan chức đã ngừng chỉ trích Trung Quốc trong tuyên bố chung kể từ sự kiện đó. Nhưng họ đã cam kết đương đầu với những thách thức đối với trật tự hàng hải dựa trên luật lệ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tại một cuộc họp riêng vào tháng 8, các quan chức cấp cao của Bộ Tứ đã thảo luận về các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong an ninh hàng hải và an ninh mạng hướng tới một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Thưa quý vị, tại sự kiện trực tuyến kỷ niệm 70 năm Hiệp ước Phòng thủ chung Philippines-Mỹ MDT vào ngày 8 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Defi Lorenzana nói rằng cần phải nâng cấp cập nhật và làm rõ mức độ các cam kết của Mỹ. Ông phàn nàn Manila ít được quan tâm trong khi áp lực từ phía Trung Quốc ngày càng tăng. Ông nói với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ, Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta còn cần hiệp ước phòng thủ chung không? Chúng ta nên sửa đổi nó không? Rõ ràng là chúng ta cần xem xét toàn diện về liên minh của chúng ta. Ông Roenzada đã có mặt tại Washington để gặp các quan chức Mỹ. Ông cho biết quan hệ Philippines Mỹ cần tiến triển trong việc công nhận những thực tế địa chính trị mới, đặc biệt là sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói hai nước nên xem xét sửa đổi hiệp ước phòng thủ chung và các hiệp ước quốc phòng khác nhằm bảo đảm hai nước có thể đối phó tốt hơn với các mối đe dọa quân sự, chiến lược, vùng xám của Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, Philippines đã nhiều lần phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của hàng trăm tàu cá dân quân của Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Ông Roenzana cũng nhắc tới lời phàn nàn của Tổng thống Duterte về việc Mỹ không sẵn sàng cung cấp vũ khí tối tân cho Philippines. Ông nói, các đồng minh ngoài hiệp ước đã nhận viện trợ quân sự hàng tỷ đô la và các hệ thống vũ khí tiên tiến từ Mỹ. Có lẽ một đồng minh lâu năm như Philippines xứng đáng nhận được nhiều hỗ trợ và cam kết. Trước đó vào ngày 30 tháng 7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khôi phục thỏa thuận các lực lượng thăng viếng với Mỹ, mở ra cơ hội tăng cường quan hệ Liên minh Philippines-Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Các nhà nghiên cứu ngày 8 tháng 9 cho biết, chiến dịch xuyên tạc trên truyền thông xã hội ủng hộ các quyền lợi của chính phủ Trung Quốc đã mở rộng sang các ngôn ngữ và các nền tảng xã hội mới, thậm chí còn cố gắng thu hút mọi người đến tham gia các cuộc biểu tình ở Hoa Kỳ. Các chuyên gia tại công ty an ninh Fire và Google nói rằng, Hoạt động này được phát hiện vào năm 2019 khi điều hành hàng trăm tài khoản bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc nhằm gây bất tín nhiệm phong trào dân chủ Hồng Kông. Nỗ lực này đã mở rộng mục đích và lan truyền từ Twitter, Facebook và Google đến hàng ngàn người trên hàng chục trang mạng trên toàn thế giới. Một số tài khoản mới trên các mạng lưới được sử dụng tại các nước trước đây không phải là mục tiêu tuyên truyền quan trọng của Trung Quốc, ví dụ như Argentina. Các mạng lưới khác có những người sử dụng trên thế giới nhưng phần lớn là tại Nga hay Đức. Những tin tức sai lạc về Covid-19 là trọng tâm chính, chẳng hạn như các tài khoản trên các mạng xã hội Contaka, Lizoner và các tài khoản tại Nga, Đức, Tây Ban Nha và các thứ tiếng khác đã tuyên truyền virus corona chủng mới xuất hiện tại Mỹ trước Trung Quốc và do quân đội Mỹ phát triển. Nhiều tài khoản của tờ Lizoner bằng tiếng Nga sử dụng ngôn từ "Foritic" của Mỹ là nguồn gốc của Covid-19. Đề cập đến cơ sở "Foritic" của quân đội tại Malilan. Ngoài việc quảng bá các thông tin sai lệch về virus corona, các nhà nghiên cứu cho biết các ưu tiên của nhóm Thần Trung Quốc bao gồm việc chỉ trích nhà phê bình người Trung Quốc Quách Văn Quý đã đào tẩu và đồng minh của ông, cựu chiến lược gia của ông Donald Trump là Stephen Bannon và khai thác những lo ngại về phân biệt chủng tộc chống người châu Á. Phải y cho biết trong một báo cáo được công bố hôm thứ tư rằng chúng tôi đã quan sát thấy việc quảng bá rộng rãi nội dung tiếng nga, tiếng đức, tiếng tây ban nha, tiếng hàn quốc và tiếng nhật. Trên các nền tảng của Hoa Kỳ và không phải của Hoa Kỳ, ngoài hoạt động bằng tiếng Anh, tiếng Trung điển hình đã được loan tin rộng rãi. Nhiều tài khoản liên kết với nhau hoặc sử dụng các bức ảnh giống nhau, giúp các nhà nghiên cứu thấy mối liên hệ giữa chúng. Nhiều bài đăng lặp lại các tuyên bố trên các phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc hoặc phù hợp với các nỗ lực tuyên truyền khác của chính phủ. Thưa quý vị, lực lượng không quân Đài Loan đã đề xuất ngân sách vận hành 1 tỷ USD khi Trung Quốc đẩy mạnh khai triển máy bay áp sát họ đảo. Đề xuất ngân sách cho năm tài khoá 2022 được trình lên cơ quan lập pháp Đài Loan tuần này, cho biết không quân Đài Loan cần 1 tỷ USD để bảo dưỡng và vận hành các máy bay, tăng 9,8% so với năm nay và 56% so với năm 2016, khi bà Thái Anh Văn được bầu làm Tổng thống. Ngân sách đề xuất của không quân Đài Loan tăng vọt chủ yếu do căng thẳng hai bờ eo biển. Quân đội Trung Quốc trong hai năm qua tăng đáng kể tần suất điều máy bay áp sát đảo Đài Loan, khiến lực lượng phòng vệ của hòn đảo phải liên tục điều tiêm kích đối phó. Các quan chức không quân Đài Loan cho biết, ngân sách bảo trì thường được lên kế hoạch trước 2 năm, gần đây tăng vọt do tần suất áp sát dày đặc của máy bay quân sự Trung Quốc đại lục. Một nguồn tin cho biết, chi phí mỗi giờ bay của tiêm kích Đài Loan vào khoảng 36.000 USD, bao gồm khoản chi phí nhiên liệu bảo trì các hoạt động khác. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Nghiêm Đức Phát hồi tháng 10-2020 cho biết, hòn đảo tốn khoảng 920 triệu USD cho điều tiêm kích ứng phó với tất cả các đợt áp sát của máy bay quân sự Trung Quốc. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc diễn tập với khí tài tối tân quanh Đài Loan, trong đó có đợt diễn tập của các nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh gần hòn đảo. Tô Tử Vân, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh trên đảo Đài Loan ngày 7 tháng 9 cho biết, lực lượng quốc phòng của hòn đảo cần được tăng ngân sách để duy trì hiệu suất hoạt động của tiêm kích, nhằm đối phó với các đợt áp sát của máy bay Trung Quốc, ông nói. Không quân Đài Loan cần mua linh kiện và đầu tư cơ sở mới để bảo đảm toàn bộ máy bay của mình trong tình trạng tốt. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!